chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của Hồ Henie và bạn trai. Hồ Henie sinh năm 1992, là người dân tộc Ede đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2018, cô đại diện Việt Nam thi Miss Universe và vào top 5. Đây là thành tích cao nhất của thí sinh Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới cùng Miss World. Hồ Henie phá kỷ lục top 15 của Thùy Lâm, người đẹp thi Miss Universe trên sân nhà năm 2009. Cô cũng giữ thành tích cao nhất trong số 16 người đẹp Việt thi Hoa hậu Hoàn vũ kể từ năm 2004. Sau khi đạt thành tích quốc tế, Hồ Henie hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, làm KOL cho nhiều nhãn hàng. Ngoài ra, cô tham gia đóng phim điện ảnh nhưng chưa được đánh giá cao. Là một nàng hậu có sự nghiệp nổi trội, song Hồ Henie lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Suốt quá trình hoạt động showbiz, top 5 Miss Universe 2018 chỉ nhắc đến duy nhất một người bạn trai. Anh cũng chính là tình đầu của cô vào năm 27 tuổi. Về thân thế, bạn trai Hoa hậu Hồ Henie, tuấn khôi hơn cô 3 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và là mối tình đầu của người đẹp 28 tuổi. Người đẹp tâm sự với báo chí cách đây ít năm, anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi. Người hâm mộ còn nhanh chóng nhận ra bạn trai của Hồ Henie là nhiếp ảnh gia, đạo diễn Tuấn Khôi. Năm 2019, Hồ Henie lên tiếng thông tin đang hẹn hò sau khi người hâm mộ soi một số bức ảnh cô đăng tải trùng với thời gian, địa điểm check-in trên mạng xã hội của nhiếp ảnh gia, đạo diễn Tuấn Khôi. Là nhiếp ảnh gia, đạo diễn, cả hai quen biết do hoạt động chung lĩnh vực. Người đẹp quen Tuấn Khôi từ năm 2018, nhưng đến một năm sau, khi đạt thành tích thi sắc đẹp quốc tế, cô mới công khai chuyện tình cảm. Trong thời gian yêu, Hồ Henie và Tuấn Khôi hiếm khi đăng ảnh rõ mặt đối phương. Những bức ảnh mà người đẹp ED chia sẻ trên trang cá nhân đều che mặt bạn trai và ngược lại. Không thể hiện tình cảm nhiều trên mạng xã hội, bạn trai luôn đồng hành cùng Hồ Henie từ công việc đến cuộc sống. Có thời gian, Tuấn Khôi đăng ảnh mặc trang phục truyền thống của người ED, khoảnh khắc ở Đắk Lắk, quê của Hồ Henie. Điều này làm nhiều người đoán nhiếp ảnh gia ra mắt gia đình bạn gái, tính xa hơn chuyện hẹn hò. Hồ Henie hạn chế nhắc về bạn trai trên sóng truyền hình, trong các cuộc phỏng vấn. Đến năm 2020, hai người chia tay, sau đó họ có thời gian quay lại. Cuối năm 2022, Hồ Henie và Tuấn Khôi cùng khoe khoảnh khắc du lịch châu Âu. Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia đăng ảnh bạn gái cùng chú thích lần thứ hai tới Hallstatt nhưng không đi một mình. Khoảng một tháng trước khi xác nhận thông tin chia tay, Hồ Henie ngầm xác nhận qua dòng trạng thái gái độc thân. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng vừa chia sẻ cô có nhiều cung bậc cảm xúc, biết nghe nhạc thất tình sau khi chia tay. Hồ Henie và bạn trai Tuấn Khôi là một trong những cặp đôi nổi bật nhất của làng giải trí Việt Nam. Từ khi công khai tình cảm, mỗi bước đi của họ đều thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Gần đây, cả hai lại tiếp tục trở thành tâm điểm khi cùng nhau chia sẻ niềm vui mới. Mới đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đã hân hoan thông báo về một cột mốc mới trong sự nghiệp của mình. Trên trang cá nhân, anh không giấu nổi niềm vui khi được góp phần vào một hiệp hội thông tin danh giá của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị thường niên về hệ thống thông tin châu Á-Thái Bình Dương, BACIS, là một sự kiện hàng đầu về hệ thống thông tin và là hội nghị duy nhất của Hiệp hội Hệ thống thông tin, AIS, dành riêng cho khu vực này. Mình rất vinh dự được trở thành media sponsor, nhà tài trợ truyền thông tại hội nghị, Tuấn Khôi chia sẻ. Đối với một người làm trong lĩnh vực truyền thông như Tuấn Khôi, việc được hợp tác với những tổ chức lớn tầm cỡ quốc tế là một niềm vinh dự lớn. Điều này không chỉ chứng minh tài năng và sự chuyên nghiệp của anh mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng và nỗ lực của cả đội ngũ phía sau. Không chỉ riêng Tuấn Khôi, Hoa hậu Hồ Henie cũng gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực thời trang. Điển hình là việc cô xuất hiện trên tạp chí thời trang danh tiếng Vogue Mỹ. Sự xuất hiện này đã nâng cao tầm nhận diện của Hồ Henie trên thị trường quốc tế, giúp cô thu về một lượng lớn người theo dõi. Trang Instagram cá nhân của người đẹp gốc ED nhanh chóng được nhiều tên tuổi nổi tiếng trong ngành thời trang chú ý và theo dõi. OAP gần NGT của chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Hồ Henie xúc động, bối rối khi gặp câu hỏi về người yêu cũ. Theo format chương trình, chị đẹp thường chia sẻ câu chuyện liên quan chủ đề vòng thi tiếp theo, lần này là đi tìm hạnh phúc. Hồ Henie chấp nhận trả lời câu hỏi điều gì mà chị đẹp chưa hài lòng về chồng, người yêu hiện tại hoặc người yêu cũ. Đây cũng là lần đầu cô chia sẻ về mối tình đầu tan vỡ khoảng đầu năm 2023. Chị đẹp chung nhóm phát hiện Hồ Henie thay đổi sắc mặt, ngập ngừng. Diệp Lâm Anh còn bắt bài Hoa hậu 32 tuổi vẫn nhớ người yêu cũ. Hồ Henie nói cô có tình đầu năm 27 tuổi, đây cũng là mối tình duy nhất đến hiện tại của Hoa hậu.
Người đẹp nói cô chưa thể vượt qua biến cố tình cảm khi đối phương quyết định chia tay. Em ế thời gian dài. Sau khi thi Hoa hậu được 1 năm, em có người yêu năm 27 tuổi. Đó là tình đầu nên nhiều cảm xúc. Cả hai yêu nhau được 3 năm, em cũng không muốn nhớ đến nhiều. Một phần em không có kinh nghiệm yêu đương nên có thể cả hai không hiểu nhau. Em không biết tại sao người ta chia tay. Em buồn chạm đáy thời gian dài nhưng không vượt qua, Hờ Henie kể với Diệp Lâm Anh, Lệ Quyên, Đoan Trang, Emily và Linh Ly. Trong lúc chia sẻ, Hờ Henie rớm nước mắt. Khi được hỏi số năm hẹn hò, Hờ Henie nói khoảng 3 năm, không muốn nhớ tới. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 cũng ngại ngùng khi nhắc về người yêu cũ, phản ứng bối rối khi nghe Diệp Lâm Anh nói cô còn nhớ bạn trai từng hẹn hò. Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong đầu năm 2023, Hờ Henie nói chuyện tình cảm nên do trời định, đến được với nhau hay không do duyên số. Quan trọng hai người có cùng nhịp điệu, tư tưởng, lối sống, sự phát triển. Tôi vẫn trong tình trạng để mối quan hệ ở mức tìm hiểu, chưa có gì rõ ràng hay quyết định chắc chắn. Người yêu vẫn làm việc bạn ấy muốn hoặc tôi có định hướng riêng. Cả hai tôn trọng quyết định của mỗi người, Hờ Henie chia sẻ. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 nói cô mong lập gia đình, sinh con trước tuổi 34, nhưng khó. Khi còn sinh viên, thậm chí đơn thi hoa hậu, tôi mong 26 tuổi làm mẹ. Nhưng khi đến 26 tuổi chưa có mối tình nào, sau đó tôi nghĩ sẽ kết hôn ở tuổi 28, nhưng cũng không thể, cô nói thêm. Ngày 9 tháng 4, Hờ Henie xác nhận với Tiền Phong thông tin chia tay bạn trai 5 năm. Cô kết thúc mối tình đầu với nhiều kỷ niệm đẹp. Chuyện tình cảm của Hen đã dừng lại. Tôi trân trọng quãng thời gian đó. Tôi nghĩ rằng chữ duyên rất khó lý giải và cảm ơn vì cùng tôi trong những tháng năm qua, Hờ Henie nói. Trước đó, cô đăng ảnh chụp chung với bạn trai cũ cùng nội dung cảm ơn những năm tháng vừa qua, tình có mà duyên chưa có. Vài ngày trước khi xác nhận thông tin chia tay, Hát Hen đăng trên trang cá nhân dòng trạng thái yêu mình, yêu bản thân nhiều hơn. Hờ Henie xác nhận thông tin có người yêu năm 2019 sau thời gian bị cộng đồng mạng đồn đoán đang yêu. Cô thường đăng ảnh che mặt bạn trai, hiếm khi công khai ảnh chụp chung thấy mặt. Bạn trai của Hờ Henie là nhiếp ảnh gia, đạo diễn Tuấn Khôi. Trên trang cá nhân, anh thường đăng ảnh bạn gái nhưng cũng hiếm khi đăng ảnh rõ mặt. Trước đó, khi chia sẻ về người yêu, Hát Hen nói anh bình thường như bao người khác. Anh thương tôi và quan tâm gia đình tôi. Trong 5 năm yêu nhau, Hờ Henie và bạn trai có một số lần tạm chia tay. Họ vướng tin rạn nứt khi xóa ảnh, hủy theo dõi trên mạng xã hội. Thời điểm tái hợp, Hờ Henie xác nhận từng chia tay bạn trai vài tháng. Nguyên nhân chia tay là vì lần đầu yêu, tôi tưởng tượng tình yêu sẽ như trong phim nhưng thực sự nó không giống như vậy. Bây giờ tôi nhẹ nhàng hơn, phải tự làm cho mọi thứ lãng mạn hơn, cô nói. Tuy hiếm khi có ảnh chụp chung rõ mặt, Tuấn Khôi thường đăng ảnh chụp cùng thời gian và địa điểm ở cùng Hờ Henie. Anh được cho là thường đồng hành cùng bạn gái mỗi khi về quê. Có thể thấy, ngoài việc khiến công chúng yêu mến bởi câu chuyện tình đẹp như cổ tích, Hát Henie và Tuấn Khôi còn được ngưỡng mộ bởi tài năng của cả hai. Cả hai đều đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực mà họ theo đuổi, không ai phải chịu cảnh lép vế. Nhiều người cho rằng Hát Henie và bạn trai rất xứng đôi vừa lứa, từ ngoại hình cho đến tài năng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.